trong lúc cãi lộn do quá nóng giận, một bà vợ ở huyện Tân Trụ đã cầm dao chém chồng tới tấp phải đi cấp cứu tại bệnh viện với 30 mũi khâu. Sáng ngày 30 tháng 9, khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết là bệnh viện đã cấp cứu kịp thời một ông bị nhiều vết chém trên cơ thể, mang thương tích nặng. Cùng lúc thì người thân của nạn nhân cho biết là họ sẽ trình báo vụ việc với công an xã Lạc Tấn. Theo tin của báo Tiền Phong thì trước đó Khoảng 21 giờ ngày 29 tháng 9, ông Nguyễn Phú Khánh, 36 tuổi, ngủ ở xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, được đưa đến khoa cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết chém, nặng nhất là ở vùng lưng, vùng đầu, chảy máu rất nhiều. Bệnh nhân nhập viện trong trạng thái hoảng loạn. Các bác sĩ đã chuyển ông Khánh ngay vào phòng phẫu thuật, khâu 30 mũi. Gia đình ông Khánh cho biết là do mâu thuẫn vợ chồng, cả hai cự cãi dẫn đến to tiếng rồi ảo đả do không kiềm chế được bực tức nên bà vợ ông khánh đã xuống nhà bếp cầm dao lên xử ông chồng nhiều phát gây thương tích trầm trọng